Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các sư phụ, chào các sư huynh và chào các hiền đệ. Báo cáo với lại các sư phụ cùng các huynh đệ luôn và ngay cho nó nóng. 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 đồng chí chuẩn bị lên đường. Đầu tiên là Sony CFS B5SC. Ở trong này là một đài Sony CFS B5SC với lại 3 cuốn băng cassette loại băng cụ tổ. Đó là Maxen UD2, nội dung chương trình tùy thích. Địa chỉ tới thôn Kim Ngọc 3, xã Liên Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Đây là mã của đơn hàng. Đấy, thì cũng xin bật mí với lại các sư phụ cùng các huynh đệ, chiếc đài này gửi tới sư huynh của mình ở địa chỉ xã Liên Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình này. Bữa trước có gửi cho mình ba phong bánh cáy một lần nữa, đệ coi như thế là cảm ơn huynh rất chi là nhiều, và cho đệ gửi lời coi như thế là tới người tri kỷ của huynh nhá, cũng cho đệ gửi lời cảm ơn cùng với lại lời chúc tốt đẹp nhất. Sản phẩm thứ hai đến với địa chỉ thôn Đồng Than, xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. Đấy, mã đơn hàng này. Nhà cung cấp là Khang Audio 1861. Ở trong này là phiên vỉ của đài Toshiba RTSX26. Còn đây là 20 cuốn băng cassette băng cụ tổ Maxen UD2. Một lần liên hệ với lại Khang Audio 18 Bình Dương, được sở hữu, được sử dụng 20 cuốn băng cụ tổ, nội dung chương trình theo yêu cầu. 20 cuốn băng cassette này là 80.000 đồng một cuốn, mà nhân theo cách tính của người ở dưới xuôi là 1.600.000 đồng. Ngày này đã chuyển thóc cho mình rồi, lát nữa là sẽ coi như là lên đường, hàng sẽ lên đường nhá. Địa chỉ tới là 152 Bít Bùi Thị Xuân, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đấy, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, Sài Gòn sáng nắng chiều mưa mà tiền tiêu như nước, ai ưa thì vào. Còn đây là trân trọng gửi tới một người anh em Hoa Thanh Quế. Người anh em này ở làng Tân Sơn, xã Tân Khang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Đây là mã có đơn hàng. Ở trong này là 10 cuốn băng cassette, cũng nội dung chương trình theo yêu cầu. Còn đây là motor của đài. Địa chỉ tới là đội 5, thôn Bằng Tạ, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, thủ đô Hà Nội. Còn bây giờ xin thưa với lại các sư phụ cùng các huynh đệ, bây giờ mình thực hiện test hoạt động của chiếc đài Sony có model là CFS 1010SC. Đã mời mọi người soi nội thất bên trong rồi, loa ký tên vào rồi, loa zin thật chứ không phải zin ở lời nói. Còn cái nước mẹ ở chỗ này thì có thể soi vào đây để cạo râu nhá. Đấy, hay là những đồng chí nào coi như là tứ tuần cũng như ngũ tuần mà muốn nặn trứng cá thì xoay vào đây nhá, xoay vào đây. Đấy, đây cũng vậy này, đây cũng có thể xoay vào đây để nặn trứng cá được nhá. Đấy, ngoại hình của con này thì thôi, ngoại hình như thế này, đài sản xuất ra hàng bao nhiêu năm rồi, sản xuất từ năm 1900, ngày ấy nó là cái chắc chắn nhá. Thế còn ngày này, ngày bao nhiêu thì mình cũng không biết rõ cụ thể, nên là mình cũng không thể tiết lộ được. Khi nào mình biết rõ là nó sản xuất năm nào thì mình sẽ thông tin. Đây là cái tem của nó đây này. Đấy, cái nắp pin này, cái nắp pin này chưa tô phấn điểm son này, nó thế thôi. Lát nữa tô phấn điểm son lên là nó sẽ như thế này hết nhá. Đấy, tình trạng hoạt động của chiếc đài này, khi cho nó ăn điện 220V thì phần radio của nó bằng sóng FM là Trần Văn Nét. Đèn FM stereo nổi lên, còn băng sóng AM thì con cô con cậu với lại Trần Văn Nét thôi. Đấy, phần băng cassette thì Trần Văn Chuẩn, âm thanh thì tiếng cứ tanh tách, tua đi tua lại các kiểu con đà điểu, rất chi được khỏe, kéo cho dẫn băng thì thôi. Bao xe là tạm dừng vẫn hoạt động bình thường. Bộ equalizer này vẫn hoạt động bình thường. Volume tất cả các biến trở của cái bộ equalizer này, cũng như volume này, cũng như tách loa này, đã được bảo dưỡng kỹ lưỡng cẩn thận.
Chiếc đài này mình cung cấp với một mức thóc đã được phần mềm chuyển đổi sang tiền Việt, đó là 850.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Một cái mức giá có thể nói là rẻ nhất quả đất nha, rẻ nhất quả đất. Xưa nay chưa ai bán cái đài mà hoạt động như thế, mà phên vỉ của nó còn zin thật như vậy, loa nó còn zin thật như vậy. Đúng là một sản phẩm gọi là vô tiền khoáng hậu. Bây giờ mình thực hiện test ngay và luôn, hay là test luôn và ngay cũng vậy. Thì mình test về phần radio trước, còn phần băng cassette thì test sau. Cái lỗi tổng thể của xã hội nó đến từ khá nhiều các nguyên nhân khác nhau. Nhân tích cực, tại vì là băng sóng chung nữa nhá, test băng sóng chung nữa này. Đây, băng sóng chung này. Đấy, nếu không thì xuống con nước là băng sóng chung này. Việc giữa với ông Nguyễn Anh Hùng, giám đốc cao cấp nguồn nhân lực tập đoàn BNC. Băng sóng chung đấy. Xin chào MC Thanh Hùng và chào tất cả các quý khán giả. Hôm nay thì tôi cũng rất là vui được tham dự chương trình này và cùng chia sẻ với một chủ đề rất là hot là về cái giá trị của nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn nền kinh tế hiện tại. Dạ vâng thưa anh. Trước hết thì anh có thể chia sẻ quan điểm của mình về nguồn nhân lực chất lượng cao. Như thế nào được gọi là nguồn nhân lực chất lượng cao? Trước tiên thì chắc là tôi xin chia sẻ là vì sao hiện giờ là nguồn nhân lực nó lại trở thành một yếu tố nó rất là được quan tâm, rất hot như vậy trong cái nền kinh tế hiện giờ. Thì chúng ta thấy là qua giai đoạn dịch bệnh và những sự thay đổi rất nhanh của nền kinh tế, thì bản chất để tạo đấy băng sóng em nó chỉ bắt được có một đài thôi, toán liên quan tới tài thành được, mà chính là con người sẽ tạo ra những sự lợi thế cạnh tranh đó. Vậy thì câu hỏi đặt ra là nguồn nhân lực thế nào là chất lượng cao? Đúng ạ. Thì nếu mà nói là chất lượng cao thì nó sẽ phải dựa trên hai yếu tố. Yếu tố đầu tiên là cái kết quả của người lao động đó tạo ra như thế nào. Và cái thứ hai nữa sẽ dựa trên cái chuẩn mực như thế nào. Tách cao. Loa này. Vậy tách loa này. Chúng ta thấy cái loa này đang nói. Cái loa này không được phép nói. Nhá, không được phép nói. Và mỗi vị trí như vậy là chúng ta đều. Cái loa bên đây giờ lại nói đây. Làm tốt vai trò con người không bằng. Nên với từng vị trí như vậy thì chúng ta sẽ cái loa này nói, cái loa này không được phép nói nhá, để mà biết được rằng là họ làm được thế. Ở giữa này thì hai loa đều nói, kết quả đầu ra đó thì nó sẽ so sánh được. Chuyển sang FM đấy, tách loa nó hoạt động còn chuẩn chỉ như vậy nhá. Bắt đầu kéo về đây là xuất phát từ 88 Hz, kéo lên đến 108 MHz để các đồng chí thấy được bắt rất nhiều đài. Dò sóng rất dễ dò sóng và đèn FM stereo nổi lên. Âm thanh thì trong như nước mưa. Hồ Chí Minh tại sao lại bị phạt? Và thực ra là quảng cáo cho chuyện gì? Thế thì nó liên quan đến cái chuyện là các cái chiêu trò đấy bị xử phạt thì xử phạt. Đèn FM stereo nổi lên này. Còn vừa xong ở cái đài này là người ta phát chương trình ca nhạc thì phải lướt ngay. Không lướt ngay thì lại phạt. Chả chơi. Và nó tạo ra một cái hệ lụy khiến cho nhiều người bắt chước cái việc đó. Nếu chúng ta không có dễ dò sóng lắm nhá. Này. Đấy, trong veo. Trong veo. Anh chào anh Hằng. Giới thiệu một chút về mình đi. Dạ em tên Hưng, em ở đấy từ Gian ạ. Hình như Hưng có kết nối với chương trình vài lần rồi phải không? Dạ đúng rồi ạ. Lúc này Hưng đang làm việc hả? Trong công việc hả? Trong công ty hả? Dạ đúng rồi chị hả? Hơn nữa là khi mà có rồi thì mắc sơ suất trí tuệ rồi và ở giai đoạn nhẹ thì chúng ta phải có một cái kế hoạch lâu dài để chúng ta đối phó với cái bệnh này. Chúng ta sẽ tiến hành điều trị như thế nào, đúng không ạ? Gia đình của bệnh nhân sẽ chấp nhận là người bệnh bị như vậy và sẽ thích nghi với cái tình trạng đó như thế nào, cũng như là xử lý cho chính bản thân mình làm thế nào để mình bớt căng thẳng, bớt lo lắng để có thể hỗ trợ cho người chăm sóc và có học hỏi thêm các cái. Anh em và anh, em sẽ làm giấy tờ cho anh. Công việc có liên quan, chúng ta sẽ từ từ tách riêng từng mục. Hãy xem hình ảnh là chính, xem biểu diễn là chính, chứ còn giọng hát thì cũng không đến cái mức mà có thể là chinh phục trái tim của mọi người. Vâng. Nhưng mà rõ ràng rằng là do cái quá trình phát triển thương hiệu,
Thì tất nhiên thế này, trong cái hay cái dở của người này người kia ấy, là chúng ta cũng có thể học được thương hiệu, học được những cái bài học cụ thể, kinh nghiệm cụ thể. Thế thì trong cái có hát là không được. Đấy. Hồng hồng tuyết tuyết mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi. À, cái 102,7 đấy nhá. Nhâm. Thứ 9, sản xuất trí tuệ, Bệnh viện Lão Khoa Trung ương đã cho biết năm 2019, Việt Nam... Radio không chê được nhá. Radio không phải quan đài Sony 1010S nào cũng đạt Trần Văn Nét như con này. Hồ Chí Phép dừng clip ở đây. Video sau sẽ test phần băng cassette. Test về phần băng cassette thì nó lại liên quan đến cái vấn đề là bản quyền. Thế nên là khi mà người ta phạt bản quyền mà phát là gì ngay? Là nick ngay nhá. Đấy, vớt đủ các kiểu quan đà điểu không phải suy nghĩ gì cả. Trân trọng cảm ơn các sư phụ cùng các huynh đệ. Chào thân ái. Merci. Merci beaucoup.